Hà Tĩnh, kẻ mới ra tù hiếp dâm bà lão 75 tuổi. Biết bà lão 75 tuổi cùng xã đang ở nhà một mình, bảo giả vờ qua chơi rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Tối ngày 2 tháng 5, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh tạm giữ hình sự Nguyễn Doãn Bảo, 41 tuổi, trú xã An Dũng, huyện Đức Thọ để điều tra hành vi hiếp dâm. Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 5, Bảo đến nhà bà lão 75 tuổi, trú cùng xã An Dũng chơi. Sau một hồi nói chuyện và quan sát xung quanh, Bảo khống chế, rồi cho đối bại với bà lão ngay tại phòng ngủ. Nạn nhân liên tục van xin nhưng nghi phạm không buông tha. Nghe tiếng kêu cứu, người thân bên ngoài chạy vào. Thấy vậy, Bảo đứng dậy mặc quần áo rồi bỏ trốn. Sự việc này được camera của gia đình ghi lại. Đến 20 giờ cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Doãn Bảo. Theo công an địa phương, Bảo có tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù.